thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 82: Vì sao phải tôn sư trọng đạo? Đại khái khi tôi 6-7 tuổi đi học, lúc đó là học tư thục. Chúng tôi ở nông thôn. Lớp tư thục đặt ở trong một từ đường của họ hàng chúng tôi. Một vị lão sư là một vị tú tài cuối đời nhà Thanh, dạy khoảng 20 mấy học trò. Tuổi tác, trình độ của học trò đều khác biệt nhau. Có người trình độ tương đối khá, khoảng 15-16 tuổi rồi. Còn chúng tôi thì rất nhỏ, khoảng 6-7 tuổi, học lớp sơ học. Hôm ngày đi học, cha tôi dẫn tôi đi. Đây là một việc rất long trọng. Từ đường có một cái điện lớn, nơi đó dùng để tế tổ. Có một tấm màn che ở phía sau lại, để không nhìn thấy bài vị tổ tông ở phía sau. Chỉ giống như một cái phòng khách lớn vậy. Phòng khách lớn có một bàn thờ. Cái bàn thờ này rất cao, rất dài. Trên bàn thờ cúng một thần vị của Khổng Phu Tử, Đại Thành Chí Thánh Tiên Sư. Chỉ cúng một bài vị lớn như vậy. Khi bước vào điện đường, lão sư đứng một bên, cha tôi đứng phía trước, tôi đứng phía sau. Trước tiên là hướng đến bài vị của Khổng Lão Phu Tử, hành lễ 3 lần quỳ, 9 lần cúi đầu rất cung kính. Đó là lúc trước kính lễ rất cung kính đối với hoàng đế. Sau khi lễ Khổng Lão Phu Tử rồi, mới thỉnh lão sư ngồi trên ghế, cũng hướng đến lão sư hành đại lễ. 3 lần quỳ, 9 lần cúi đầu. Chúng tôi xem thấy cha của mình đối với lão sư 3 lần quỳ, 9 lần cúi đầu. Bạn thử nghĩ xem, chúng ta là học trò, có dám không cung kính đối với lão sư hay không? Cha cung kính đối với lão sư đến như vậy, ta dám không cung kính hay không? Sau khi lễ lão sư xong, lại dâng lên lễ vật. Nhà Phật chúng ta gọi là cúng dường. Cùng với trên kinh Phật đã nói, như Bồ Tát thấy Phật vậy, đều là hành lễ trước, hành lễ rất cung kính. Bạn xem, Bồ Tát thấy Phật đều là đảnh lễ 3 lạy, đi nhiễu 3 vòng, sau đó tán Phật cúng dường. Lễ mạo là như vậy. Sau khi hành lễ xong, dâng lên lễ vật cúng dường rồi, gia trưởng dặn bảo con cái phải nghe lời của lão sư, tiếp nhận giáo huấn của lão sư. Cái dụng ý này rất là sâu sắc. Đây là giáo dục. Thế nhưng loại giáo dục này thời gian tôi tiếp nhận được rất ngắn. Tôi đi học tư thục chỉ được 3-4 tháng, tư thục lại bị dừng lại. Về sau biến thành tiểu học. Trong tư thục dạy tôn sư trọng đạo, trong tiểu học không có. Sư đạo là được xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Tại vì sao phải tôn sư trọng đạo? Bởi vì không tôn sư thì là không hiếu thuận với cha mẹ. Hiện tại sư ở đâu vậy? Hiện tại không còn nữa. Xã hội ngày nay vì sao mà loạn đến như vậy? Tại vì sao không có trật tự? Vì không có giáo dục tôn sư trọng đạo. Đây là sự việc rất đáng thương. A-di-đà-phật.
Di Đà Phật. Nam mô A 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 Di